Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe truyện ngắn mang tựa đề Ông Thầy Huế, một sáng tác của nhà văn Chu Sa Lan. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Công Bình mà nói, mặc dù là người trôi dạt tới Châu Bình, nhưng mà ông thầy Huế rất được dân làng kính phục, nể nang và thương mến. Nếu không kính trọng và nể nang thì người ta đâu có gọi là ông thầy. Thầy mà còn thêm tiếng ông nữa, đủ hiểu dân làng Châu Bình kính trọng và nể phục vị gia sư của dòng họ Lê như thế nào rồi. Tuy không có danh tiếng và quyền hành nhiều như Hương Cả Cọp, nhưng ông lại được người ta thích nhiều hơn. Đối với vị Hương Cả, dân có 3 phần kính, 3 phần nể và 4 phần mến, cho nên họ ít thân cận hơn là đối với ông thầy Huế. Đối với bất cứ chuyện gì không biết thì họ đều đến gặp thầy để hỏi và được ông chỉ bảo rành mạch. Đám con nít hoặc là mấy cô cậu trẻ con cháu của ông Hương Cả rất mê nghe ông kể chuyện. Ngoài giờ dạy học, những đêm trăng sáng ông hay trải đệm ngoài sân phơi dừa kể chuyện rừng thiêng nước độc, chuyện ma quái, chuyện tình thần tiên của Tiên Dung và Chữ Đồng Tử, Tú Uyên, Gián Kiều, Từ Thức, Gián Hương hay Quyền Trân Công Chúa cho học trò nghe. Trước là chúng phục, sau là đâm ra mến, rồi dần dần thương, cuối cùng mê luôn ông thầy trẻ tuổi đẹp trai và tài hoa. Ngoài cái vốn văn hay chữ giỏi, lào thông kinh sử, thông kim bát cổ, ăn nói có duyên, ông thầy Huế còn biết đàn hát nữa. Cái này mới làm cho đám học trò mê mệt. Người mê ông nhất lại chính là cô Sáu Hiền, cô em gái út của Hương Cả Cọp. Cha mẹ mất sớm, nghe nói đâu lúc cô Sáu Hiền chừng 10 tuổi, Hương Cả Cọp là anh cả, do đó ông nuôi nấng và dưỡng dục cô em gái út giống như là con gái của mình. Khi cô Sáu Hiền tới tuổi cập kê, thì ông tính chuyện gả chồng cho em. Mai mối đưa tới rất là nhiều lần mà cô Sáu vẫn phòng không chiếc bóng. Cô đâu có xấu gì cho cam. Cô nổi tiếng nết na, hiền hậu và nhan sắc chim sa cá lặn, lào thông chữ Nho, chữ Nôm, chữ Quốc ngữ và tiếng Tây. Vậy mà vẫn chưa có chồng. Không phải là không có ai chịu lấy cô, mà bởi vì ngược lại là cô không ưng ai hết. Ngặt là ở chỗ đó. Nguyên bởi vì đám con trai của ba châu và có thể nói nguyên cả mấy tổng trong Cù Lao Bảo, không ai lọt vào mắt của người đẹp Châu Bình được hết. Anh thì cô chê dốt, anh thì cô chê ham tiền, đứa thì cô biểu môi nói là vai u thịt bắp. Ông bá hộ ác có 2 thằng con trai cũng ngang tuổi cô, nhờ bà Mai tới hỏi bị cô mắng là trọc phú và dê cụ. Nghe tiếng cô, con của cai tổng linh tới coi mắt, bị cô phan một câu là thà cắm đầu xuống sông Ba Lai còn hơn là lấy cái thằng con nít ngủ đoạn đó. Rốt cuộc rồi ông Hương Cả đành chịu thua cô em gái của mình. Ông biết là cô Sáu Hiền tuy tính tình hiền lành nhưng rất cứng đầu và bướng bỉnh. Nhiều lần ông khuyên can giải bài hơn thiệt thì cô nói chẳng thà ở giá còn hơn lấy ông chồng mà không hợp với mình. Những tưởng sẽ không có ai lọt vào mắt của mỹ nhân. Rồi cho đến một ngày, hôm nay nhà ông Hương Cả có tiệc, chuyện đó không có gì lạ đối với đám đầy tớ của một gia đình danh vọng giàu có và quyền thế mà khách khứa tới lui thường xuyên. Tuy nhiên người khách của chủ nhà này khác và lạ hơn, đó là một ông thầy đồ từ kinh đô Huế lưu lạc vào tận cái làng khỉ ho cò gái này. Đám đầy tớ chẳng có đứa nào biết là kinh đô Huế ở đâu, chắc là xa lắc xa lơ, lạ quắc lạ quơ. Mai chỉ có vài người biết, trong đó có cô Sáu Hiền, cô em gái rượu của Hương Cả Cọp, đang đứng chỉ huy đám đầy tớ làm tiệc đãi khách. Vì người khách này nếu được chọn sẽ trở thành gia sư của đám con cháu trong nhà. Ông Hương Cả nhờ cô coi mắt và coi tướng ông thầy giáo, bởi vì cô là người giỏi chữ nhất và biết xem tướng. Giao cho cô Sáu thì chắc như đinh đóng cột, không sợ chọn nhầm người có tướng học trò mà lại có bộ giò ăn cướp thì hư bột hư đường hết.
Bởi vì nhà ông Hương cả, cháu nội, cháu ngoại đếm 10 đầu ngón tay và luôn 10 đầu ngón chân cũng không hết. Nhiều đứa cháu gái tới tuổi cập kê, do đó mướn gia sư phải vô cùng cẩn thận, phải chọn người văn hay chữ tốt mà tâm tánh lại đàng hoàng, chọn nhầm ông thầy dạy học mà rủi có đứa nào có chữa, rồi ổng quất ngựa truy phong thì còn gì là danh tiếng nhà này nữa. Tay chỉ trỏ, miệng la rầy đầy tớ, cô sáu mỉm cười vu vơ. Ai đời cô là con gái, chưa có chồng, tuổi còn trẻ măng, mà lại được ông anh hai của mình giao cho cái chuyện coi mắt và coi tướng của đàn ông. Có cô sáu, có gì vui vậy cô sáu? Bà Ba Lọn là đầy tớ trưởng, vừa cười vừa lên tiếng hỏi cô sáu hiền. Cô mỉm cười lên tiếng nói: Đâu có gì vui đâu. Không có vui mà sao tôi thấy cô cười hoài vậy cô sáu? Cười tủm tỉm, cô sáu thì thầm nói vào tai bà Ba, không biết là cô nói cái gì mà nghe xong bà cười ha hả và nói: Mèn ơi, từ thuở cha sanh mẹ đẻ tới giờ á, tôi mới thấy cái chuyện con gái coi mắt và coi tướng đàn ông con trai đó nghe cô sáu. Nè, mà cô có ưng tướng của ông thầy chưa? Tôi coi sơ sơ rồi, nhưng mà phải chờ tới lúc ổng ăn nói coi ra làm sao đã. Nhiều khi cái tướng đi đứng lại hổng hợp với cái chuyện ăn nói. Lúc này tiệc đã được dọn lên đúng vào giờ ngọ. Trên mặt bàn làm bằng đá hoa phú quốc bày la liệt thức ăn. Tuy không phải là sơn hào hải vị, nhưng cũng là thức ăn ngon lạ được nấu bởi những đầu bếp trứ danh là cô Sáu Hiền. Khách thì không ai xa lạ vì toàn là người trong nhà. Hương cả cọp có 3 người em trai là Ba Hùm, Tư Hổ và Năm Ó. Họ đều có mặt trong buổi tiệc mừng để xem dò xem cẳng ông thầy dạy học con cháu của mình. Đứng chỉ huy mà cô Sáu Hiền một con mắt ở trong bếp, một con mắt ở ngoài nơi ông thầy đồ ngồi đối diện với chủ nhà. Thoạt nhìn ông khách lạ tuổi trẻ măng, có cái vóc dáng làm cho cô liên tưởng tới ông sư trong Tráng Sĩ Phạm Thái trong thơ văn cổ xưa mà cô đã từng đọc qua. Cái bộ nho phục bạc màu, vành khăn nhiễu trên đầu, cái vóc dáng cao gầy của kẻ quen dùi mài kinh sử, không làm mất đi cái dáng dấp hào hùng và ngang tàn của con nhà võ xuyên qua ánh mắt sắc sảo và tinh anh. Càng coi đi coi lại, càng nhìn và quan sát kỹ tướng mạo nhiều chừng nào, cô Sáu Hiền càng cảm thấy ông thầy đồ xa lạ có vẻ thu hút và lôi cuốn người khác, mà người khác đó lại chính là mình. Ông ta không phải là hạng người vai u thịt bắp, vũ phu chiên thượng cẳng tay hạ cẳng chân với đàn bà và con nít. Ông ta cũng không phải là cái hạng người mở miệng ra là phun nước miếng và nhả ra giấy 500, 1000 thay vì nhả ngọc phun châu. Ông thầy này không có sổ nho chùm, mà ăn nói từ tốn, cử chỉ ung dung điềm đạm và khoan thai. Cô Sáu còn nhận thấy thỉnh thoảng ông mỉm cười khi nghe 3 người anh của cô pha trò. Nụ cười của ông khiến cho cô đâm ra có cảm tình, và cô quyết định chọn ông thầy đồ làm gia sư cho các cháu nhỏ của cô. Tuy cô biết là cái quyền quyết định cuối cùng vẫn do ông anh cả của mình. Cô Sáu thấy ông được không cô Sáu? Đang suy nghĩ, cô quay lại khi nghe bà Ba Lọn hỏi nhỏ. Ở vị thế đầy tớ trưởng của ông Hương cả, bà cũng biết chuyện chọn gia sư và có thể còn biết nhiều chuyện khác nữa. Như ngoài mặt thì chọn gia sư, mà biết đâu ông Hương cả lại có ý kén rễ đông sàng cho cô em gái của mình. Thì ông ta coi cũng được. Coi cũng được, bởi vậy nãy giờ tôi thấy cô chăm bẩm vô ổng á. Dì ba thấy ổng ra sao? Chắc là tôi chọn ổng á. Tôi thấy ổng mặt mày sáng sủa, ăn nói đàng hoàng. Tướng của ổng không nằm trong cái câu đừng chơi với thằng lé, đừng ghé nhà thằng lùn, đừng hùng với thằng mập, đừng ăn nói lập cập như thằng cà lâm. Dì coi sắp nhỏ, đứa nào tới tuổi thì cho đi học đi. Tôi sẽ về nói với anh hai cho sắp nhỏ, bất kể con ai đều được đi học. Thiệt hả cô Sáu? Như vậy thì phước quá. Tôi nói thiệt mà, tôi đã bàn sơ với anh hai và anh cũng bằng lòng rồi. Một tuần lễ sau, đúng vào ngày giờ đã được chọn, lớp học bắt đầu. Tuy không có mặt, cô Sáu Hiền cũng được sắp nhỏ trong nhà kể lại
ông thầy Huế đúng là một nho sinh tài đức vẹn toàn, thông kim bát cổ. Không những thông thạo chữ nho tiếng Nôm mà nói tiếng Tây không thua gì tiếng mẹ đẻ. Ngay cả cô Sáu cũng rành tiếng Tây mà còn phục lăng. Thầy biết võ phải không thầy? Đột nhiên Tư Phụng là con trai út của ông Hương Cả lên tiếng hỏi ông thầy Huế trong buổi trưa ngồi uống trà. Cậu Tư lúc đó mới 17 tuổi cho nên ăn nói bạo dạn. Nghe cậu hỏi, ông thầy Huế mỉm cười điềm đạm trả lời, giọng hơi trọ trẻ khó nghe. Cô Sáu Hiền bảo đó là giọng của người ở miền ngoài. Thưa cậu Tư, nếu mà nói không biết đó thì không đúng sự thật. Tôi đi đây đi đó, vì vậy cũng biết vài ngón để phòng thân. Hai Lân và Ba Quy liếc nhau rồi tủm tỉm mỉm cười. Lớn tuổi, trường đời dày dạn, cho nên khi gặp ông thầy Huế lần đầu, họ đã sớm nhận ra tài ba của con nhà võ ẩn giấu trong lớp võ học trò. Người ta bảo cứ nhìn bước chân là biết người đó có luyện võ. Dù không có thân hình vạm vỡ, bắp thịt nổi cuồn cuộn, nhưng mà điều đó không thể cả quyết là ông không biết võ. Đó là cái thứ võ không lộ ra ngoài mà chìm vào bên trong, hay còn gọi là võ nội hay nội công. Hôm nào thầy chỉ tôi vài đòn nghe thầy. Ông thầy Huế liếc nhìn Hai Lân và Ba Quy, rồi lại đưa mắt nhìn về hướng ông Hương Cả Cọp đang ngồi nơi cái trường kỷ và mỉm cười. Ông Cả võ giỏi lừng danh sáu tỉnh về cái tài đánh hổ, mà cậu Tư thì cậu hết học hết nghề của ổng rồi thì cậu đâu có cần học gì nữa. Ba tôi thường nói đó, rừng võ mênh mông, mà cái sở học bình sinh của mình nó như lá, mình biết một thì người khác biết 10. Cái đó đó người ta kêu là cao nhân tác hữu, cao nhân trị mà thầy. Ông thầy Huế chỉ mỉm cười khi nghe cậu Tư sổ nho. Riêng Hai Lân và Ba Quy thì im lặng không nói tiếng nào, hình như cố tình để cho đứa út nhỏ tuổi tìm hiểu thêm về ông thầy dạy học xa lạ. Mà võ thầy là võ gì thầy? Võ Tiều, võ Thiếu Lâm, võ Bình Định hay là võ Bắc? Tôi nghe nói ngoài Bắc có nhiều người giỏi võ lắm. Ông Lê Văn Khôi cũng là dân gốc ngoài miền Bắc trôi dạt vô gia đình đó thầy. Tôi cũng có nghe đồn về chuyện ông Khôi tay không ổng giật hổ. À quên, hổm rài lu bu. Tôi quên hỏi thầy họ gì vậy thầy? Dù mới tới Châu Bình này, nhưng mà tôi rất mến mộ ông Hương Cả, cho nên tôi không dám nói dối. Tôi họ Nguyễn, sinh ở Huế. Lớn lên tôi được cha tôi cho đi học chữ quốc ngữ, rồi học tiếng Tây. Học ở Huế xong trung học thì tôi ra Hà Nội tôi học. Chưa có đỗ đạt gì thì tôi bỏ học, tôi đi lang thang đây đó cho nó thỏa chí tan bồng. Cũng giống như cậu Tư, tôi cũng thích đi giang hồ. Tư Phụng nghe nói thì cười giòn. Cậu mới lớn thích lang bạt sông hồ để mở rộng tầm mắt, nhưng mà bởi vì gia pháp rất nghiêm cho nên cậu ít khi được phép cha đi ra khỏi nhà. Bây giờ nếu có ông thầy dạy học rủ đi thì cậu mới có hy vọng ông già chấp thuận được. Bởi vậy cậu tìm cách đẩy đưa gợi chuyện với ông thầy. Tôi nói thiệt với thầy nghe, tôi không có ý thách đấu với thầy đâu, mà tôi chỉ muốn thầy dở vài miếng ra biểu diễn thôi. Bị tôi cũng ngứa tay ngứa chân quá, mà ở đây không có ai chịu dợt hết trơn á, chỉ có thầy là người mới thôi. Tôi chỉ sợ làm cho cậu Tư thất vọng thôi. Được rồi, vậy thì thầy đồng ý rồi phải không? Bây giờ thầy có cần thay võ phục không? Cậu Tư Phụng hỏi như vậy, nhưng mà ông thầy Huế thì chỉ lắc đầu. Hai người song song bước ra ngoài sân trước, cũng là cái sân dùng để phơi dừa cho nên được nện kỹ càng, rất là rắn chắc và phẳng phiu. Nó cũng dùng làm sân luyện võ của trai gái trong nhà họ Lê. Đang ở trong phòng riêng thiêu thùa, cô Sáu Hiền chợt nghe tiếng Linh gọi cô bằng bà la lớn ở ngoài cửa. Cậu Tư đánh võ với ông thầy Huế, bà Sáu ơi. Nghe nói Tư Phụng đánh võ với ông thầy, cô Sáu Hiền lật đật bước ra khỏi phòng.
người lớn con nít và trẻ trai gái lần lượt bước kéo về sân phơi dừa để coi đánh võ. Họ xôn xao bàn tán vì đây là lần đầu tiên mới nghe nói là ông thầy dạy chữ mà đi đánh võ. Nếu không có võ thì làm sao dám nhận lời giao đấu với cậu Tư Phụng. Dù bản lĩnh không sánh bằng cha hoặc là anh hai và anh ba, nhưng mà tài nghệ của cậu Tư cũng thuộc vào hàng cao thủ. Tuổi của cậu Tư mới gần 20, theo thời gian với sự trau dồi cộng thêm kinh nghiệm thì tài nghệ của cậu sẽ vượt trội hơn. Đứng xen lẫn với đám đông, cô Sáu Hiền chăm chú nhìn ông thầy Quế. Bộ bà ba trắng, chân mang giày rơm, mái tóc ngắn, ông thầy dạy chữ với tư thái ung dung nhàn hạ đứng đối diện với Tư Phụng. Mặc dù vai cô của cậu Tư, nhưng mà cô Sáu Hiền chỉ lớn hơn cháu của mình có 2 tuổi, do đó hai bên rất thân và gần với nhau. Nay thấy cháu của mình đấu võ, cô cũng thích lắm. Bản tâm của cô cũng muốn biết ông thầy dạy chữ có phải là kim văn võ song toàn hay không. Nếu là kẻ có tài, tại sao ông ta không đi thi để ra làm quan mà lại bỏ gia đình đi vào tận ở trong này? Dường như có cái điều gì đó bí ẩn mà ông ta giấu dưới lốt của ông thầy dạy chữ. Tuổi trẻ nóng tính lại thiếu kiên nhẫn hơn đối thủ, cho nên Tư Phụng ra đòn trước thật nhanh. Là hậu vệ của Bế Khôi, dĩ nhiên cậu phải dùng hổ quyền lừng danh tứ xứ. Bước chân chênh chết tới trước nửa bước, bàn tay trái tống ra một quyền vào ngực, còn bàn tay mặt mở khum khum ra như móng cọp chụp vào hông bên trái. Tả quyền hữu trảo, Tư Phụng ra đòn đúng phép để thử tài ông thầy dạy chữ. Hổ quyền là môn võ nổi tiếng trong làng võ Việt Nam về tính chất dữ dằn và mạnh bạo. Tuy nhiên Hương Cả Cọp và hai người con lớn là Hai Lân và Ba Quy đều nhận thấy hai đòn của Tư Phụng không có ý đả thương, mà chỉ khoe ra cái đẹp của mình nhiều hơn. Hay quá! Ông thầy Quế buộc miệng khen khi thấy hai đòn đánh ập tới người của mình. Không chậm trễ, ông bước nửa bước chết ra về phía phải, rồi bàn tay tả với 4 ngón tay cụp lại, chỉ chừa ngón trỏ xỉa tới khuỷu tay mặt của cậu Tư. Nếu gặp người thường không biết võ nghệ thì đòn của ông thầy Quế chẳng có gì đáng quan tâm. Nhưng dưới con mắt của kẻ am tường võ nghệ như cậu Tư thì đó là thế phá đòn hay tuyệt. Tại khuỷu tay có một cái quyệt gọi là quyệt khúc trì. Nếu bị điểm, đụng vào thì cánh tay sẽ bị tê liệt ngay, không cử động được. Ngoài ra, chỉ bằng cách dịch bộ đi nửa bước, ông thầy dạy chữ đã phá cái đòn hổ trảo một cách dễ dàng, không tốn chút sức lực nào. Ừ, hay quá! Buộc tiếng khen, cậu Tư Phụng đình bộ nhìn ông thầy xong và lên tiếng nói tiếp. Ông thầy giỏi quá à nghe, phá đòn tôi bằng cách đó đó ít ai làm được. Hổ quyền của ông Khôi quá thật là tuyệt diệu. Bây giờ thầy để ý nha. Tư Phụng đạp bộ bước dài, dở thực múa quyền gia truyền của dòng họ bắt đầu tấn công tới tấp. Ông thầy Quế ung dung đỡ đòn, tay quyền của hai người chạm nhau nghe rôm rớp. Đứng cạnh anh hai của mình, cô Sáu Hiền thông thả lên tiếng. Anh hai, em không ngờ là ông thầy Quế giỏi võ như vậy á. Hương Cả Cọp mỉm cười khi nghe cô em út của mình khen. Không nói ra, ông cũng đoán biết cô em gái chưa chồng của mình đang thầm để ý đến ông thầy này. Trai tài gái sắc, bản tâm của ông cũng nhân dịp này muốn kiếm chồng cho em gái. Mẹ của ông trước khi lâm chung đã trăn trối nhờ ông bảo bọc cho đứa em gái mồ côi. Anh cũng không ngờ ông ta lại tài kim văn võ. Em đúng là có tài coi trước người à. Ông cười và nói với em gái đang đứng nhìn một cách say sưa vào trận đấu võ, mặt ửng hồng vì e thẹn. Hôm nào anh phải nhờ ông dạy võ thêm cho mấy đứa nhỏ. Thằng Tư coi hùng hổ vậy chứ đánh không lại ông đâu. Sao anh biết? Buộc miệng hỏi xong, cô Sáu Hiền mới biết là mình đã hỏi một câu rất khờ khạo. Cô quay qua nhìn anh rồi mỉm cười lên tiếng nói. Em quên là anh hai rất giỏi võ. Ông Hương Cả Cọp đưa tay vuốt đầu cô em gái nhỏ tuổi mà ông coi như con. Thằng Tư sức dốc thì có, mà kinh nghiệm với lại tập luyện còn kém lắm. Ông thầy đó ông chưa có trổ tài đâu em. Khi ông cả nói tới đó thì mọi người nghe tiếng ông thầy Quế hự một tiếng nhỏ, lão đảo lùi lại mấy bước xong lên tiếng nói lớn. Cậu Tư còn trẻ mà tài nghệ hơn người, tôi khâm phục.
Tư Phụng ngưng tay quyền, thấy ông thầy Huế ôm ngực ho khan vài tiếng, cậu bước đến vỗ vỗ vào lưng của ông rồi nói nhỏ: "À, xin lỗi thầy, tôi lỡ tay, thầy có sao không?" "À, đau một chút thôi. Thôi bây giờ mình ngưng tay nghe cậu Tư." Cười ha ha, Tư Phụng gật đầu. Thấy trận đấu ngưng, mọi người lần lượt giải tán. Cô Sáu do dự giây lát rồi cũng bỏ vào nhà trong. Chỉ có ông Hương Cả và hai người con trai lớn của ông là mới biết ông thầy Quế chịu thua bởi vì ông muốn ngưng trận đấu. Tư Phụng còn trẻ, thiếu kinh nghiệm tinh tế cho nên không biết ông thầy dạy chữ đã gồng mình chịu mình một quyền chỉ vì không muốn đánh tiếp nữa. Thực ra chiêu quyền của cậu không làm cho ông ta hề hấn gì hết.